Chào quý anh em nha. Thì anh em có tin là một cái chiếc xe mà có một cặp phụt, mà bên một bên thì nó rất mới, còn một bên thì nó cũng chỉ vừa vừa, nó không quá mới. Biết tại sao anh em? Tại vì á, khi mà chủ xe họ chạy á, thì họ đậu xe, thì ví dụ họ đậu xe đi làm hàng ngày anh em, thì nó sẽ có một cái vấn đề là họ đậu và họ không đậu chỗ mát, nó là đậu chỗ nắng. Thì một bên nó mát và một bên nó nắng, nghĩa là sáng hay trưa thì nắng nó chiếu xéo hướng bên kia thì nó sẽ bị nắng, đó là cái nóng cái xe lên. Nhưng mà chiều thì nó lại có cái chỗ che bên này thì nó lại mát đấy. Thì đây hôm nay mình nhuộm một cặp phụt, nó cũng khá tương đối giống như vậy nha. Thì cặp phụt này á, tình trạng là nó rất là đẹp ha anh em. Nhìn cặp chân đó là anh em biết phụt đẹp cỡ nào, mình cứ nhìn chân mới nhìn ti thôi. Ống thì không thể đoán được đâu anh em, tại vì ống á, là nhiều xe nó giữ kỹ á, thì ống nó đẹp, nhiều xe nó có phục nó còn ngon, nhưng cái ống nó bị cái vấn đề là dạng như bị té móp này kia là cũng không biết được đó. Nhưng mà ti thì nó không làm giả được đâu. Ti rất là đẹp này, nhưng mà anh em sẽ thấy này, hai con này cái ti nó vàng từ trên dưới luôn đó. Đấy, nhưng mà con này ở trên thì nó vàng này, nhưng mà dưới nó đen này, do con này nó bị nắng chiếu vô. Cái mặt bên này là con mặt nắng chiếu này, anh em sẽ thấy này, cái ống chỗ này nó hơi sần sần nhẹ này. Không, nói chung không bị gì, nó vẫn mới, nó vẫn đẹp, nhưng mà cái vấn đề của nó là đó, nó như vậy anh em thấy không, nó là hơi lật xíu thôi. Con này nó đẹp hơn chút này. Đấy, mặc dù nó là một cặp nha anh em nha, mặc dù nó là một cặp chứ không phải là nó là hai cặp nha anh em, nó là một cặp á, một cặp chung với nhau hết đó. Thì cặp này thì cũng bán giá hữu nghị cho anh em thôi ha. Đó, cặp này rất là đẹp, bao êm mái cho anh em, chân cực kỳ vip nha. Cặp này gặp chân cỡ này, phục cỡ này thì giờ tầm thị trường khoảng tầm gần 2 triệu anh em. Theo xe đi hái ra thì bán cho anh em giá rẻ thôi, 1,1 triệu nha anh em nha. Cặp bao cho anh em nhúng êm, ti zin, đây mình người còn sơn đầy đủ cho anh em, chưa có bị bay mất nha. Đó, chưa có bị bay mất nha anh em. Okay. Người nhỏ nha, mình người nhỏ đúng đi hái, ống dài nha. Ống này ống dài nha anh em. Ống dài luôn. Con này đời ống dài đời đầu nè, dạng đời sau đời trước, chứ không phải đời sau này nha. Thì về giá 1,1 triệu thì là với anh em cặp này quá rẻ luôn. Tại vì anh em biết rồi, cặp phụ này bây giờ bán đó nè, toàn là những anh em bán giá cao không à. Bây giờ anh em mua phim thái, phục phim thái và việc phục sau, khó mua được phục đẹp mà giá rẻ đó nè. Thì có một cặp nha, anh em nào có cần chốt thì mình tranh thủ mình nhắn cho shop để mình ship nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều ha.